Vương quốc trẻ em. Sao thế? Con đồ to nói người lớn chúng ta toàn nghe lén chúng nói chuyện, nên con với Kẹo Bông và Tiểu Minh quyết định thành lập một vương quốc trẻ em. Chưa được sự cho phép của chúng thì người lớn chúng ta không được bước vào vương quốc trẻ em. Vương quốc trẻ em gì cơ? Mới lạ đấy. Anh không tin bố vào phòng con mà còn bị đuổi ra. Con đồ to, đừng quậy nữa, mau mở cửa cho bố. Các con làm gì vậy? Bố đã xâm lược lãnh thổ của chúng con. Con tuyên bố tầng 2 là lãnh thổ của vương quốc trẻ em. Chưa có sự cho phép của chúng con thì người lớn không được tùy tiện bước vào. Bằng không, chúng con sẽ không khách khí đâu. Đừng quậy nữa, hôm nay bố nhất định phải vào phòng con bằng được. Có đầu hàng không? Đừng quậy nữa. Bố đầu hàng rồi. Bố xin hứa sẽ không đến vương quốc trẻ em nữa. Để chúc mừng cho thắng lợi của chúng ta, nhất định phải ăn một bữa thịnh soạn. Hôm nay chúng ta sẽ ăn hết quà vặt trong tủ lạnh. Đứng yên. Bố đồ nhỏ, bố làm gì vậy? Bố tuyên bố tầng 1 là lãnh thổ của vương quốc người lớn. Chưa có sự cho phép của người lớn thì trẻ em các con không được xuống tầng 1. Không được xuống tầng 1 thì cháu về nhà bằng cách nào? Nếu vương quốc trẻ em chịu đầu hàng vương quốc người lớn thì các cháu có thể đi qua vương quốc người lớn. Thế nào hả? Có đầu hàng không? Đầu hàng đi, cháu đầu hàng. Xin lỗi anh đồ to, mẹ em đang chờ em về ăn cơm. Được, Kẹo Bông đã đầu hàng rồi, bạn ấy có thể tự do đi qua vương quốc người lớn. Còn ai muốn đầu hàng nữa không? Tiểu Minh, Kẹo Bông, tối nay các cháu ở đây ăn cơm đi. Cô đã gọi điện cho bố mẹ mấy đứa rồi. Là cá chua ngọt thơm nức mũi. Cháu đầu hàng, thơm quá. Xem ra con đồ to nhà ta quyết không đầu hàng. Thế thì con không được đứng trên lãnh thổ của vương quốc người lớn. Bằng không bố cũng sẽ không khách khí đâu. Đi thì đi. Tiểu Minh, ăn nhiều vào cháu. Mẹ tập về nấu ăn siêu ngon. Ui da, Kẹo Bông, sao em lại đá anh? Em có đá anh đâu. Ui da, sao anh lại đá em? Anh không đá em mà. Con đồ to, còn chiêu gì nữa, cứ tung ra đi. Vương quốc người lớn không dễ bị ức hiếp như vậy đâu. Ổn rồi, quốc vương đầu to của vương quốc trẻ em đã bại trận. Chúng ta có thể yên ổn ăn cơm rồi. Quốc vương đầu to của chúng ta sao lại khóc nhè? Con là quốc vương đầu to kia mà. Quốc vương thì sẽ không khóc đâu. Đừng khóc nữa. Con đói quá, con muốn ăn cơm. Quốc vương đầu to, ăn sủi cảo đi. Ngon quá. Ngon thật đó. Con đồ to, mẹ tập về xin lỗi con. Từ sau bố mẹ sẽ không nghe trộm bí mật của con nữa. Không, con với bố đồ nhỏ và mẹ tập về là bạn tốt. Giữa bạn bè với nhau thì không có bí mật. Không sai, chúng ta là bạn tốt. Giữa bạn bè với nhau thì không có bí mật.
mặc cổ trang. Mẹ Tạp Dề ơi, đây chẳng phải trang phục người ta mặc trong phim sao? Hôm nay chúng ta phải mặc cái này ạ. Ừ, hôm nay mình chơi trò xuyên không? Mặc xong rồi đấy. Trò xuyên không? Chơi thế nào hả mẹ? Cũng gần giống trò gia đình mà con chơi với kẹo bông. Bây giờ con đóng vai thái tử, mẹ làm hoàng hậu, bố làm hoàng thượng. Mẹ Tạp Dề, anh không biết mặc bộ này lắm, chỉnh lại giúp anh với. Người gì gọi thần thiếp là gì cơ? Ái Phi, là Ái Phi. Ái Phi có thể giúp trẫm chỉnh lại y phục được không? Thần thiếp tới ngay đây. Con đầu to, từ bây giờ con phải nhớ, con không được gọi mẹ là mẹ Tạp Dề, phải gọi là mẫu hậu, gọi bố đầu nhỏ là phụ hoàng, nhớ chưa? Dạ. Được, vậy trò chơi bắt đầu. Hãy nhìn thân hình mạnh mẽ này, hãy xem ta càn quét thiên quân, ta còn biết dung như vậy, thân nhẹ như chim yến. Rồng thần quẩy đuôi, mãnh long qua sông, khỉ cướp mặt trăng, mèo con câu cá. Tiếp chiêu, tiếp chiêu. Vui quá. May mà mẹ Tạp Dề mê phim cổ trang, chúng ta mới được mặc đồ cổ trang. Con muốn đi vệ sinh. Bố đầu nhỏ ơi, cứu con với. Con không cởi bộ đồ này ra được, không nhìn nổi nữa. Bố tới liền. Bộ đồ này thật bất tiện. Mẹ Tạp Dề ơi, mau tới cứu con với. Bộ đồ này bố con anh đều không cởi ra được. Mẹ Tạp Dề, mau giúp một tay. Hai người đang gọi ai vậy? Sao ta nghe không hiểu? Mẫu hậu, mau đến cứu Nhi thần. Nhi thần sắp không nhịn nổi nữa. Ái Phi, mau tới giúp trẫm với. Được, bản cung tới ngay. Dù không biết chơi cờ dây lắm, nhưng nhìn chúng ta bây giờ giống người xưa ghê. Bố đầu nhỏ ơi, con nóng quá. Chắc là do bộ đồ này dày quá. Chúng ta đi gọi mẹ Tạp Dề cởi giúp đi. Con đồ to, chờ chút nhé. Con không thích mặc cái này đâu. Con không muốn mặc cái này nữa. Bố cũng không muốn mặc nữa. Mẫu hậu, Nhi thần nóng quá. Ái Phi, trẫm cũng nóng. Đói rồi à, xong ngay đây. Cái này ăn được sao? Con nói gì cơ? Mẹ Tạp Dề, bộ này bất tiện quá. Sao mẹ không thấy thế? Mặc đồ cổ trang chẳng vui tẹo nào. Đi vệ sinh rất phiền, đi đường còn bị vấp ngã, vừa nóng bức vừa khó chịu. Bố đồ nhỏ, anh cũng thấy vậy à? Anh tay áo em bị bẩn kìa mẹ Tạp Dề, em xem. Ây da, giặt sao được đây? Quả nhiên vẫn là mặc như này tiện hơn, mát mẻ, đi đường cũng không bị ngã lộn nhào. Đi vệ sinh cũng tiện. Đúng, quan trọng là sạch sẽ vệ sinh. Nào, ăn cơm thôi. Bố đồ nhỏ, thường ngày bố đi làm vất vả, món này bố ăn nhiều vào, con ăn thế này là được rồi. Con đồ to, giờ con đang trong giai đoạn phát triển, trứng gà các thứ để con ăn đi. Nào, ăn đi. Con ăn đi, bố ăn đi. Hai người khách sáo làm gì? Nhường đi nhường lại, cả nhà cùng ăn đi. Người hiện đại quả nhiên không thể tùy tiện xuyên không về cổ đại.